con mấy gì ra sới gì ra sới gì ra sới gì ra con sới gì ra cờ ra cờ ra con mấy con sới gì ra con sới sới gì ra ai sẽ được định để chưa chờ chưa con mấy điều chúng là trời cho thần chúng là trò chơi đánh nắng đã qua tụi em này đây mai đó lắng lặng mà nghe em kêu con thở ra cô bán bà con lại đây mà nghe kêu số mày số mày thường mùi kẻ gắn lưu tờ 10.000 đồng quý vị 10.000 rồi vào xem tất cả quý vị ơi vào xem một chương trình Lotto Show chúng em rất hân hạnh được chào đón tất cả quý vị đến với đêm ca nhạc hôm nay đêm ca nhạc với chủ đề đêm hội trăng rơi và toàn những chúng em xin chúc cho tất cả quý vị sẽ có một đêm thưởng thức ca nhạc thật vui chơi giải trí qua từng vòng loại và đặc biệt vòng loại này là một bình lọc nước chỉ với 10.000 đồng thôi 10.000 một bình lọc nước. Một lần nữa chúng em xin chào mời tất cả quý vị nha. Các anh chị mình có thể giơ đầu ngón tay lên à, nếu như có nhu cầu ủng hộ chúng em nè. Giơ đầu ngón tay lên bà con ơi. Thưa quý vị ơi, với bình lọc nước thì chúng ta sẽ lọc những cái cặn bã của nước nha quý vị. Sẽ cho gia đình mình uống nước thật là nhiều sức khỏe nha quý vị. Hello bà chị thân yêu của em. Bye bye các bà chị yêu. Thưa quý vị ơi, mỗi lá vé chỉ là 10.000 đồng nha quý vị. Ủng hộ cho em chúng em hát chỉ dài dòng nữa thôi là chúng ta rồi một hai vòng lời cuối của đêm nay rồi quý vị ơi đã thương thì thương cho chót đã gọt thì gọt cho trơn một hai vòng lời nữa quý vị và biết đâu lần này tới mình may mắn nha mình may mắn là mình rinh về một cái bình lọc nước chỉ với 10.000 đồng thôi bà con ơi à, quý vị ơi quý vị nào còn chưa có tấm vé thì nhanh chân lại tay mua giúp tụi em mọi người một tờ lá vé mọi người một tờ lá vé thôi mua mỗi người hai tờ đi hai tờ trở lên bây giờ chúng em với chị ơi quý vị ơi hôm nay em có vé xong chưa nè để ủng hộ bộ đàn chúng em, đồng hồ bộ đàn cho em tối đêm nay gồm nhiều phần quà hấp dẫn, gồm nhiều phần quà cái kia đó, cô bé, dòng loại này là một bình nước lọc, dòng loại này là một bộ nước lọc về là thanh khiết, các quý vị khỏi cần mua nước tối nha, một bình lọc nước, quý vị khỏi cần mua nước tối, mua bình này về nhà là mình rồi, mình chế nước vô mình sẽ lọc nước tự nhiên tự động luôn nha. Sạch sẽ vệ sinh luôn. Ôi. Dạ quý ơi, quý vị ơi, chúng em chỉ còn nhà nhé lẻ nữa thôi quý vị. Sợ gì ra. Rồi, để không để quý vị chờ đâu nữa thì chúng em sẽ sợ sợ luôn. Mời cô bác cơ nhé, dòng này trở lại đây nghe em kêu số cả ra con mấy còn mấy gì ra xưa gì ra ê cô đi anh ơi cho một miếng thấy cô sớ gì ra còn số bốn gì ra hai gì ra con hai gì ra ngày lớn sẽ cưới ta từ ly với chín đưa mình ở kiếm rồi mưa gió đáy đưa tâm thần bọt bèo khi trời đã trao cao xanh nam bài đã chi cho đôi mình chia ly thương quân nơi tình chúng ta lại đành cam 28 còn 20 còn số gì ra xưa gì ra ốc áo bài kế lấy trường của trường sò nhờ sở núi gió ốc liền mà bỏ trốn đi ngay nhau thầy tắm tay cúi đầu mà chịu trần chờ cho cuộc thần đi thưa cái quyền được hơn đông nhé tuần chỉ đương mà đưa sắp ngang thầy đưa mắt để những cái làm duyên 30 nguyên còn 30 con 30 còn 30 con người gì ra được sáu tam ba gia già mà bớt nước tiền trước hậu sau tới mất cầu còn tới con mà tôn cháu con 16 số
đầu tiên, số đầu tiên gặp gặp nhớ con 16, con 16 con số gì ra, hai gì ra, hai gì ra, hai gì ra, chú má ơi mình gà con ta kiếm kiếm giữa phương tiết nhà má đâu, rồi đây một phần làm dâu con đâu rảnh rỗi về nhà mà đi thăm con 25. 35, 35, 35, 35 con số gì ra, số gì ra, số gì ra, số gì ra. Bố tất cả mở hộp sách dở đến trường, mái tóc và xương vui cùng mà bạn trẻ cùng nhau bài vẽ đến gần người A. Đừng gãy tuổi già học hành mà cho tốt. Con số 1, 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 người đẹp U Mê Lan nhìn cái mặt hết hồn. Tụi con đừng nhìn kỹ nha, tối về nằm ngủ thấy ác mộng. Ồ, cái mặt dễ thương ghê không nè, nè. Đó, nè. Ôi, trời ơi, cái mặt gì mà dễ thương dữ vậy trời. Chị ơi, alo, quý rô anh ơi, alo, 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 alo. Rồi, một lần nữa tôi xin kính chào mời tất cả quý vị của bác anh chị mình. Còn một hai vé cuối nữa thôi quý vị ơi, vào xem, vào xem và ủng hộ chúng em đi quý vị. Và ai, ai là chủ nhân sẽ nhận được một cái bình lọc nước chỉ với 10.000 đồng thôi, 10.000 đồng mà con ơi. Mình đứng lại hả? 20.000 nè quý vị. Dạ, 20.000 đồng là một con gấu như thế này quý vị ơi, ủng hộ đi quý vị ơi. Dạ, con chờ chờ gì nữa mà cô bác anh chị học rút ra 20.000 đồng và cơ hội nhận được một con gấu rất là dễ thương. Đời ủng hộ bà con ơi. À, đây nè em. Dạ, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Em ơi, đây nè em ơi. Dạ, bà con mình cứ việc rồi, mình đứng tại chỗ, mình giơ đầu ngón tay lên nè. Đó, em sẽ điều khiển những người đẹp mang vé đến phục vụ nha. Rồi, Nam Trà ơi, thẳng tiến đi em. Em đây. Dạ, khán giả nào ủng hộ chúng em giơ tay lên quý vị ơi. Dạ, ai đề nghị Nam Trà là phục vụ vé nè. Ai yêu thích người đẹp Nam Trà giơ ngón tay lên, em sẽ điều khiển Nam Trà đến. Đó, người đẹp U Mê Lan ơi. Em sẽ vô đây nè, đi ra ngoài cũng rất là giật mình. Đi vô đây nè. Đi ra ngoài đó con nít ta giật mình, ta không dám lại gần mà còn nhào lại nữa à. Vô. Năm mươi sáu có số gì ra, số gì ra, ba 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 gì ra, con ba gì ra. Này cửa ô kia giang anh cứ bên sông sao câu hò tiểu ly với nàng ơi, băng qua núi đèo cao cao chập trùng. Cưa đạp đi đứng ta sẽ bên chung. 39, 39, 39, 39, 39, con số thì số thì đây. Trời ơi, có mặt kìa rồi. Tư đầy ý nghĩa 18 vé. 18 vé còn lại là 18 vé trước. 18 vé còn lại là như 18 gì là hắn. Cô hỏi chú cái gì? Ok, rất ghét kìa. Ba gì ra. Ở dưới quê em làm ăn mà không khá. Em lên Sài Gòn em đi bán dè chay. 32, 32 con số gì ra, ba gì ra, con ba gì ra. 39, 39, 39, 3, 2, 1, 3. Lên đây em ơi. Trời ơi, em là cô gái tài năng nhất trong tôi hôm nay. Con số 39, 39 có 1.
20 có 2 16 có 3 là 55 hết lên.